Đây là những cái món tráng miệng buổi trưa của mình nè, rất là hoành tráng luôn. Và các bạn xem nè, đây là cái nhà hàng mà chưa có khai trương nha, và Amway mình là đoàn đầu tiên bốc siêu khai trương cái nhà hàng này luôn. Và đây là view bên ngoài nhà hàng này các bạn. Wow, các bạn thấy không, quá đỉnh luôn, công ty rất là xịn sò, rất là đẳng cấp. Đây là view bên ngoài nha, cực kỳ xịn sò. Ôi, đỉnh không, quá đỉnh luôn đúng không anh em. Nỗ lực nhiều lên nhé anh em. Ok, và bây giờ nè các bạn nè, chúng sẽ quay lại một view nhà hàng của mình nè. Đây, nhà hàng rất là rộng, cực kỳ là rộng luôn đó, ra tích đằng kia luôn các bạn, rất là rộng luôn nè. Ôi,